đến khi đắc được vô thượng chánh đẳng giác thì vị ấy mới có thể chứng đắc thật tế này, vân vân. Này thiện hiện, lúc ấy tuy tu hành chưa viên mãn các công đức khác, nhưng đại Bồ Tát đó đã tu tập viên mãn pháp môn Tam Ma Địa vô nguyện. Lại nữa, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nào thường nghĩ suốt thời gian dài vì bị lệ thuộc vào bạn ác nên các loại hữu tình làm việc có sở đắc, chấp có ngã hoặc có hữu tình, cho đến chấp có người thấy người biết, hoặc chấp có sắc thọ tưởng hành thức, hoặc chấp có nhãn xứ cho đến ý xứ, hoặc chấp có sắc xứ cho đến pháp xứ, hoặc chấp có nhãn giới cho đến ý giới, hoặc chấp có sắc giới cho đến pháp giới, hoặc chấp có nhãn thức giới cho đến ý thức giới, hoặc chấp có nhãn xúc cho đến ý xúc, hoặc chấp có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc chấp có địa giới cho đến thức giới, hoặc chấp có vô minh cho đến lão tử, hoặc chấp có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc chấp có 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 nhiếp sự. Vì các hữu tình này, ta sẽ hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh của đại Bồ Tát. Khi chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, ta sẽ làm cho các loại hữu tình vĩnh viễn trừ bỏ các việc chấp trước đó. Này thiện hiện, nhờ thành tựu ý nghĩ này lại được phương tiện thiện xảo hộ trì khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu đối với 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên Phật pháp khác mà chưa được viên mãn hoàn toàn, thì đại Bồ Tát đó không thể chứng nhập vào thắng định của Như Lai. Này thiện hiện, lúc ấy tuy học và ra vào tự do đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng đại Bồ Tát đó chưa vội chứng đắc thật tế cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, bởi vì thực hành công đức đó chưa được viên mãn nên vị ấy không chứng đắc thật tế và các công đức khác. Đến khi đắc được vô thượng chánh đẳng giác thì vị ấy mới có thể chứng đắc thật tế này, vân vân. Này thiện hiện, lúc ấy tuy tu tập các công đức khác chưa được viên mãn, nhưng đại Bồ Tát này đã tu tập viên mãn đối với pháp môn không Tam Ma Địa. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào thường nghĩ suốt thời gian dài vì bị lệ thuộc vào bạn ác nên các loại hữu tình thường hành các tướng, nghĩa là chấp tướng nam tướng nữ, hoặc chấp tướng sắc, hoặc chấp tướng âm thanh, hoặc chấp tướng hương tướng vị, hoặc chấp tướng xúc chạm, hoặc chấp tướng pháp, hoặc chấp các tướng khác ở trong đó. Vì các loại hữu tình này, ta sẽ hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh đại Bồ Tát. Lúc chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, ta sẽ làm cho các loại hữu tình vĩnh viễn đoạn trừ sự chấp trước các tướng như vậy. Này thiện hiện, nhờ thành tựu ý nghĩ này lại được phương tiện thiện xảo hộ trì khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu đối với 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên Phật pháp khác mà chưa được viên mãn hoàn toàn, thì đại Bồ Tát đó không thể chứng nhập vào thắng định của Như Lai. Này thiện hiện, lúc ấy tuy học và ra vào tự tại đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng đại Bồ Tát đó chưa vội chứng đắc thật tế cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, bởi vì thực hành công đức đó chưa được viên mãn nên vị ấy không chứng đắc thật tế và các công đức khác. Đến khi đắc được vô thượng chánh đẳng giác thì vị ấy mới chứng đắc thật tế này, vân vân. Này thiện hiện, lúc ấy tuy tu tập các công đức khác chưa được viên mãn, nhưng đại Bồ Tát này đã tu tập viên mãn đối với pháp môn vô tướng Tam Ma Địa. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát đã khéo tu học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, đã khéo an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đã khéo an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đã khéo an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, đã khéo tu học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đã khéo tu học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đã khéo tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đã khéo tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, đã khéo tu học hạnh của 10 địa, đã khéo tu học pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, đã khéo tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông, đã khéo tu học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đã khéo tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đã khéo tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đã khéo tu học tất cả hạnh đại Bồ Tát, đã khéo tu học vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Này thiện hiện, đại Bồ Tát này thành tựu công đức trí tuệ như thế, nếu phát sanh ý tưởng vui thích đối với sanh tử,
hoặc nói có vui, hoặc là an trụ chấp trước đối với ba cõi, thì điều ấy không có. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đã khéo tu hành Pháp Bồ Đề Phần, tất cả các Pháp của Như Lai ứng chánh đẳng giác, và các Đại Bồ Tát thì nên hỏi thử vị ấy. Nếu muốn chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì Đại Bồ Tát phải làm sao để tu học Pháp Bồ Đề Phần mà không chứng đắc thật tế của không vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô tánh? Nhờ không chứng Pháp ấy nên không đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác Bồ Đề, mà siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường không chấp trước điều gì. Này thiện hiện, khi được hỏi như vậy, nếu Đại Bồ Tát ấy đáp: Nếu muốn chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, các bậc Đại Bồ Tát chỉ cần tư duy về thật tế của không vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô tánh và tất cả các Pháp Bồ Đề Phần khác không cần tu học. Thiện hiện, ông nên biết Đại Bồ Tát đó chưa được Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký bất thối chuyển vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Này thiện hiện, bởi vì Đại Bồ Tát này chưa được khai thị thọ ký hiểu rõ pháp tướng tu học của Đại Bồ Tát đang trụ ở địa vị bất thối chuyển. Này thiện hiện, khi được hỏi như vậy, nếu Đại Bồ Tát ấy đáp: Nếu muốn chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì Đại Bồ Tát phải tư duy chân chánh về thật tế của không vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô tánh và tất cả các Pháp Bồ Đề Phần khác, và cũng nên phương tiện khéo léo tu học mà không chứng đắc như đã nói ở trước. Thì này thiện hiện, ông nên biết Đại Bồ Tát này đã được Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký bất thối chuyển vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này đã được khai thị thọ ký hiểu rõ trụ ở địa vị bất thối chuyển và tu học pháp tướng của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chưa được khai thị thọ ký hiểu rõ, chưa trụ ở địa vị bất thối chuyển tu học pháp tướng của Đại Bồ Tát, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy chưa khéo tu học sáu pháp ba la mật đa và tất cả các pháp Bồ Đề Phần khác đã ở địa vị bất thối chuyển. Những vị đã được khai thị thọ ký hiểu rõ và an trụ vào tướng bất thối chuyển. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đã được khai thị thọ ký hiểu rõ trụ ở địa vị bất thối chuyển và tu học pháp tướng của Đại Bồ Tát, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã khéo tu tập bát nhã ba la mật đa và tất cả các pháp Bồ Đề Phần khác, đã nhập vào bạc địa, đã giống như các bậc Đại Bồ Tát trụ ở địa vị bất thối chuyển, những vị đã được khai thị thọ ký hiểu rõ và an trụ vào tướng bất thối chuyển. Khi ấy thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, và lại có Đại Bồ Tát chưa được bất thối chuyển mà có thể đáp như thật như vậy không? Đức Phật dạy: Này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tuy chưa được bất thối chuyển nhưng có thể đáp như thật về việc đó. Này thiện hiện, tuy chưa được bất thối chuyển nhưng Đại Bồ Tát này có thể tu học sáu pháp ba la mật đa và tất cả các pháp Bồ Đề Phần khác. Vị ấy đã thành thùng tuệ giác bén nhạy, hoặc được nghe hoặc không được nghe nhưng có thể đáp đúng như thật như bậc Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Lúc đó thiện hiện lại thưa: Bạch Thế Tôn, có nhiều Đại Bồ Tát tu hành vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nhưng họ chưa khéo tu tập mà đã an trụ, nên ít có thể đáp như thật như bậc Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển là bậc đã khéo tu tập. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy như ông đã nói. Vì sao? Này thiện hiện, ít có Đại Bồ Tát được thọ ký bất thối chuyển và có trí tuệ vi diệu như vậy. Nếu có người nào được thọ ký như vậy thì đều có thể đáp như thật về việc này. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát có thể đáp như thật về việc đó thì nên biết vị ấy có căn lành sáng suốt, trí tuệ sâu rộng, trời người Atula, vân vân, không thể sai khiến.